đẹp tí tối ngày 6 tháng 9. Kho đạn tên lửa Nga phát nổ dữ dội sau màn tập kích của Ukraine. Châu Âu cấp tập tìm cách đối phó sau khi Nga khóa van khí đốt. Thương vong do động đất ở Trung Quốc tiếp tục tăng mạnh. Vì sao Bộ Công Thương đề xuất nhập khẩu điện từ Lào? Nha Trang ngày càng bê tông hóa. Bệnh viện trợ giấy tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu kỷ lục sau nghỉ lễ Quốc Khánh 2 tháng 9. Bắt hai cho con mua hai thiếu nữ 15 tuổi với giá 70 triệu đồng. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với điểm tin tối ngày 6 tháng 9 của DKN News. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Kho đạn tên lửa Nga phát nổ dữ dội sau màn tập kích của Ukraine. Thưa quý vị, Văn phòng Thông tin Chiến lược thuộc Bộ Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine vừa công bố một đoạn video ghi lại cảnh kho vũ khí chứa tên lửa của tổ hợp phòng không S-300 của quân đội Nga nổ tung sau màn tập kích của pháo binh Ukraine. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một bài phát biểu tối 5 tháng 9 đã xác nhận về vụ tập kích trên và khẳng định kho đạn của Nga đã bị phá hủy hoàn toàn bởi một trong những lữ đoàn pháo binh Ukraine. Trong thời gian qua, quân đội Nga đã điều động nhiều tổ hợp phòng không S-300 tới tham chiến tại Ukraine nhằm tăng cường khả năng phòng không của lực lượng này trước những đòn tập kích với mật độ ngày một dày đặc của tên lửa và máy bay chiến đấu của Ukraine. Ngoài ra, một số chuyên gia cũng không loại trừ khả năng các tên lửa phòng không S-300 này sẽ được sử dụng để tấn công các mục tiêu trên mặt đất của Ukraine. Trước đó, giới chức Ukraine vào đầu tháng 7 xác nhận quân đội Nga đã lắp thêm thiết bị định vị vệ tinh lên tên lửa S-300 để giúp các tên lửa này có khả năng tấn công mặt đất. Tổ hợp tên lửa S-300 là một trong những vũ khí phòng không uy lực và phổ biến của quân đội Nga, được phát triển dưới thời Liên Xô và triển khai lần đầu vào năm 1979. S-300 được thiết kế với nhiệm vụ phòng thủ không phận cho các cơ sở công nghiệp và hành chính lớn, các căn cứ quân sự và kiểm soát không phận chống lại máy bay tấn công của đối phương. Châu Âu cấp tập tìm cách đối phó sau khi Nga khóa van khí đốt. Thưa quý vị, theo hãng tin Reuters, giá khí đốt ở châu Âu tăng mạnh, chứng khoán giảm và đồng euro giảm giá hôm 5 tháng 9 sau khi Nga ngừng dòng khí đốt chảy qua dòng chảy phương Bắc 1. Theo giới quan sát, động thái của Moscow đã tạo ra một cú sốc với các nền kinh tế trong khu vực vẫn đang vật lộn để phục hồi sau đại dịch. Trước tình hình này, chính phủ các nước thuộc Liên minh châu Âu EU đang thúc đẩy thông qua các gói ngân sách trị giá hàng tỷ euro để ngăn chặn cuộc khủng hoảng kinh tế cận kề và bảo vệ các hộ gia đình khỏi hóa đơn tăng vọt. Giới quan sát dự đoán, với nguồn cung khí đốt khan hiếm và mùa đông tới gần, giá mặt hàng này sẽ còn có thể tăng mạnh hơn nữa trong thời gian tới. Giá khí đốt ở châu Âu đã tăng 400% so với một năm trước, đẩy hàng loạt nền kinh tế vào nguy cơ suy thoái. Phần Lan đặt mục tiêu cung cấp 10 tỷ euro và Thụy Điển là 23 tỷ USD để hỗ trợ các công ty điện đang gặp khó khăn vì giá năng lượng tăng mạnh. Sau động thái khóa van dòng chảy phương Bắc 1 của Nga vô thời hạn, thị trường tài chính châu Âu hứng chịu một cú sốc khác với đồng euro tụt xuống mức thấp nhất trong 20 năm qua và cổ phiếu lao dốc. Dòng chảy phương Bắc 1 trước đó vận chuyển tới 1 phần 3 lượng khí đốt châu Âu nhập từ Nga. Các thẳng trong thời gian qua khiến đường ống này chỉ vận hành được 20% công suất tối đa. Tuy nhiên giờ đây nó đã ngừng hoàn toàn. Nga tuyên bố, chỉ khi phương Tây gỡ các lệnh trừng phạt thì đường ống mới có thể khắc phục về mặt kỹ thuật và vận hành trở lại. Ngoài ra, Nga cũng khẳng định họ sẽ đáp trả nếu các nước ở 7 áp giá trần lên dầu thô của Moscow. Trước lá bài năng lượng của Nga, châu Âu trong nửa năm qua đã hối hả tìm nguồn cung thay thế. Đức, quốc gia phụ thuộc lớn vào năng lượng của Nga tuyên bố sẽ chi ít nhất 65 tỷ euro để bảo vệ người dân và doanh nghiệp trước lạm phát phi mã, vốn bùng lên do giá năng lượng tăng mạnh. Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, hai bên đã thống nhất rằng Berlin và Paris sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong kịch bản một bên thiếu năng lượng. Tại châu Âu, một số ngành cần dùng nhiều năng lượng như sản xuất nhôm, phân bón đã giảm quy mô sản xuất các ngành công nghiệp khác vốn đã phải vật lộn với tình trạng thiếu chip toàn cầu và chuỗi cung ứng đứt gãy do dịch bệnh, giờ đây tiếp tục phải đối mặt với hóa đơn nhiên liệu tăng cao. Na Uy, một nhà sản xuất năng lượng lớn ở châu Âu, đã tăng lượng khí đốt vào thị trường EU nhưng không thể lấp đầy khoảng trống do Nga bỏ lại. Bộ trưởng năng lượng các nước EU dự kiến sẽ nhóm họp vào ngày 9 tháng 9 để thảo luận các phương án kiềm chế giá năng lượng tăng vọt trong thời gian tới. Với Đức, Họ đã lấp đầy kho dự trữ khí đốt 85%, vượt mức mục tiêu 80% trước đó. Tuy nhiên, Klaus Mollers, Chủ tịch Cơ quan Quản lý Năng lượng Đức cảnh báo rằng, ngay cả khi các kho dự trữ khí đốt của Đức đầy 100%, thì chúng sẽ cạn kiệt trong 2 tháng rưỡi nếu Nga khóa van hoàn toàn nguồn năng lượng này sang châu Âu. Thương vong do động đất ở Trung Quốc tiếp tục tăng mạnh. Thưa quý vị, truyền thông Trung Quốc đưa tin Tính đến 7 giờ sáng nay, 6 tháng 9, trận động đất mạnh 6,8 độ làm rung chuyển huyện Lô Định, tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốc đã khiến ít nhất 65 người thiệt mạng và 248 người bị thương và 12 người mất tích. Cũng đến sáng nay, tổng cộng 10 trận dư chấn có cường độ từ 3 độ trở lên đã được ghi nhận. Trong đó dư chấn lớn nhất là 4,2 độ, hơn 50.000 người đã phải di rời. Hơn 350 người đã bị mắc kẹt trên đường cao tốc từ huyện Lô Định tới huyện Thạch Miên, hai địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong trận động đất lần này. Các trạm thu phí đường cao tốc trên toàn tỉnh Tứ Xuyên đã mở hơn 700 luồng đường đặc biệt phục vụ cứu trợ khẩn cấp động đất. Cũng trong sáng ngày 6 tháng 9, huyện Lô Định tâm chấn lần này đã chính thức đăng thông báo về việc nhận quyên góp cứu trợ thiên tai ngoài xã hội do chịu tác động nặng nề và phạm vi rộng từ trận động đất nghiêm trọng này. Động đất diễn ra trong bối cảnh Tứ Xuyên đang phải đối phó với đợt bùng phát Covid-19 mới. Toàn bộ hơn 21 triệu dân ở thành đô, thủ phủ tỉnh này đang phải bị phong tỏa. Về nguyên tắc là không được ra khỏi nhà. Các nhà chức trách thành đô đã phải ra một tuyên bố sáng ngày 6 tháng 9 nhấn mạnh cần ưu tiên đảm bảo an toàn tính mạng của người dân và cho phép họ di rời đến nơi an toàn trong trường hợp xảy ra động đất, hỏa hoạn lũ lụt và các thảm họa khác. Được biết, thành đô cách tâm trấn khoảng 220 km. Thành phố này đã cảm nhận rõ độ rung lắc khi trận động đất mạnh 6,8 độ tấn công huyện Lô Định vào trưa ngày 5 tháng 9. Chuyển giao phần tin trong nước. Vì sao Bộ Công Thương đề xuất nhập khẩu điện từ Lào? Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất chủ trương cho nhập khẩu điện và phương án đầu nối các nhà máy thủy điện từ Lào với Việt Nam. Trong văn bản 5188 gửi Thủ tướng Chính phủ mới đây, Bộ Công Thương đã nêu rõ những kịch bản có thể xảy ra và sự cần thiết phải nhập khẩu điện từ Lào về Việt Nam để phục vụ cho nhu cầu tiêu thụ trong nước. Cụ thể, bộ này cho biết Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã tính toán cân đối công suất miền Bắc trong giai đoạn 2022-2025 để đánh giá khả năng cung ứng điện theo các kịch bản tăng trưởng công suất đỉnh. Theo kịch bản cơ sở, nhu cầu công suất đỉnh hệ thống điện miền Bắc sẽ tăng trưởng bình quân khoảng 9,5% trên một năm trong giai đoạn 2022-2025. Còn với kịch bản cao, nhu cầu công suất đỉnh, hệ thống điện miền Bắc có thể tăng trưởng bình quân khoảng 11% trên một năm trong giai đoạn 2022 đến 2025. Cũng theo EVN, kết quả tính toán khẳng định trong các kịch bản đều thiếu công suất đỉnh trong các tháng cuối mùa khô, đầu mùa lũ, các tháng 5, 6, 7 và lượng công suất thiếu có xu hướng tăng dần trong các năm sau. Thiếu hụt nhiều nhất là khoảng hơn 7.600 MW vào năm 2025 ở kịch bản cao. Do đó, ở khu vực miền Bắc, do công suất nguồn được bổ sung trong giai đoạn tới luôn thấp hơn so với tăng trưởng nhu cầu sử dụng điện, nên việc đảm bảo cung cấp điện ngày càng khó khăn. Miền Bắc có thể xảy ra tình trạng thiếu hụt công suất đỉnh vào các tháng cao điểm nắng nóng. Do thời điểm cuối mùa khô, công suất khả dụng, các nhà máy thủy điện bị suy giảm. Cũng theo EVN, trường hợp sự cố tổ máy hoặc sự cố đường dây truyền tải 500 kV. Đoạn mạch kép từ Hà Tĩnh đến Nho Quan xảy ra có thể gây nguy hiểm cho việc đảm bảo cung cấp điện của hệ thống điện miền Bắc các năm tới. Theo đó, Bộ Công Thương cho rằng việc tăng trưởng nhập khẩu điện từ Lào là cần thiết, đặc biệt là khu vực miền Bắc góp phần đảm bảo cung cấp điện cho hệ thống điện Việt Nam giai đoạn 2022-2025, cũng như các năm sau 2025. Cũng trong văn bản năm 188, Bộ Công Thương đề nghị Thủ tướng chấp thuận chủ trương nhập khẩu điện từ năm dự án cụm nhà máy thủy điện đã có đề xuất giá bán điện và thỏa thuận phương án đầu nối giữa các chủ đầu tư với tổng công suất là 705,5 MW, bán toàn bộ sản lượng điện phát của các dự án về Việt Nam. Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng đề nghị bổ sung xây dựng mới đường dây 220 kV mạch kép điện biên Nam Âu Năm, chiều dài khoảng 20 km, phục vụ đấu nối để tiếp nhận công suất từ các nhà máy thủy điện. Bán điện về Việt Nam, các công trình đầu nối nhà máy phía Lào do các chủ đầu tư Lào chịu trách nhiệm đầu tư. Nha Trang ngày càng bê tông hóa Thưa quý vị, thành phố Nha Trang đang trở nên bức bối, chật trội do tốc độ đô thị hóa nhanh, mật độ xây dựng dày đặc. Nếu nhìn từ trên cao, Nha Trang đầy dẫy các khối bê tông khổng lồ. Đi dọc đường ven biển Trần Phú Phạm Văn Đồng nhiều người có thể cảm nhận được không khí mát lạnh từ gió biển cùng với hàng cây xanh trải dài. Sự hào nhoáng của thành phố Nha Trang cũng thể hiện qua hàng trăm tòa nhà khách sạn cao tầng sang trọng mọc lên san sát, sát dọc bờ biển. Thế nhưng, theo nhiều chuyên gia, việc phát triển quá mức các khối nhà cao tầng sát bờ biển đã biến cung đường này thành một bức tường bê tông sừng sững án ngữ trước mặt vịnh Nha Trang, khiến không khí khó lưu thông và làm cản trở sự phát triển về hướng Tây của thành phố. Với sự gia tăng dân số, cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, hệ thống cây xanh đô thị tại thành phố Nha Trang đang bị thu hẹp. Nếu xét theo yêu cầu của đô thị hóa loại 1, thì diện tích cây xanh tính theo mét vuông trên người tại thành phố này hiện quá thấp. Theo tiêu chuẩn quốc gia về quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị, gồm 3 loại, cây xanh công viên, cây xanh vườn hoa và cây xanh đường phố, thì Nha Trang đều không đạt. Nếu nhìn tổng thể, Nha Trang chỉ có giải công viên bờ biển được quan tâm đầu tư và là bộ mặt của thành phố. Còn đi vào về hướng Tây, mảng xanh của thành phố rất ít, chỉ toàn là nhà cửa mọc lên xa sát, dày đặc. Trong nội thành, hiện rất ít quỹ đất để xây dựng công viên và vườn hoa. Một số tuyến đường như Thống Nhất, Lê Hồng Phong, 2 tháng 4, 23 tháng 10. Thiếu cây vỉa hè do vỉa hè hẹp hoặc vỉa hè bị chiếm dụng để buôn bán, đậu xe, không còn chỗ cho cây xanh. Kiến trúc sư Nguyễn Văn Lộc, nguyên giám đốc sở xây dựng, nguyên chủ tịch Hội Kiến trúc sư Khánh Hòa cho rằng, việc Nha Trang thiếu không gian xanh, bức bối có thể hiểu được. Theo ông nguyên nhân là do tốc độ đô thị hóa quá nhanh. Thứ hai là việc phát triển thành phố không tuân thủ theo đúng quy hoạch. Ngoài ra, việc quá chú trọng đến phát triển bất động sản trong những năm qua của thành phố cũng khiến quỹ đất dành cho không gian xanh ngày càng thu hẹp. Nguyên chủ tịch Hội Kiến trúc sư Khánh Hòa cũng cho rằng, thời gian gần đây, chính quyền thành phố Nha Trang cũng quan tâm Chú trọng đến phát triển mảng xanh trong đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2040. Thành phố cũng đặt nặng vấn đề này. Tuy nhiên để khắc phục sẽ rất khó bởi hạ tầng hiện tại ít còn chỗ cho cây xanh. Còn kiến trúc sư Ngô Việt Nam Sơn, cố vấn trưởng quy hoạch tỉnh Khánh Hòa, hiện Nha Trang đang rất thiếu những mảng xanh lớn, thành phố phải có kế hoạch trả lại những mảng xanh này. Ông Sơn cho rằng ví dụ như ga Nha Trang nếu sau này có di rời thì nên xây dựng không gian xanh công cộng ở đây, chứ không nên làm dự án địa ốc. Việc nữa là hai bên sông Cái, sông Quán Trường thì cũng nên xây dựng không gian xanh và không gian này đóng vai trò không chỉ tạo cảnh quan, cải thiện, khí hậu mà còn giúp cho vấn đề chống ngập. Bệnh viện trợ giấy tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu kỷ lục sau nghỉ lễ quốc khánh 2 tháng 9. Kính thưa quý vị, từ ngày 6 tháng 9, tin từ bệnh viện trợ giấy cho biết sau 4 ngày nghỉ lễ Quốc Khánh 2 tháng 9, thì số bệnh nhân cấp cứu nhập vào bệnh viện này tăng cao đột biến. Cụ thể, chiều 5 tháng 9, lượng bệnh nhân được chuyển đến khoa cấp cứu bệnh viện trợ giấy tăng cao kỷ lục với nhiều nhóm bệnh khác nhau. Theo bệnh viện trợ giấy, khó khăn lớn nhất của khoa cấp cứu là bệnh nhân được chuyển đến vào cùng một thời điểm, đặc biệt là vào buổi chiều, trong đó có nhiều trường hợp nặng và nguy kịch. Bác sĩ Vũ Duy, phó khoa cấp cứu cho biết, với gần 420 bệnh nhân cấp cứu so với những ngày bình thường là từ 300 đến 350 ca đã tạo một áp lực không nhỏ đối với nhân viên y tế tại khoa cấp cứu. Trước đó, theo báo cáo của Bệnh viện Trợ Giấy, từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 9, Bệnh viện Trợ Giấy đã tiếp nhận 1.214 trường hợp cấp cứu, trong đó có 244 trường hợp bị tai nạn giao thông, 72 trường hợp chấn thương sọ não, 37 trường hợp tai nạn sinh hoạt, 20 trường hợp đả thương, đâm chém, 15 ca ngộ độc, đặc biệt có đến 33 ca cấp cứu do tự tử Bệnh viện Trợ Giấy cũng đã sử dụng 435 đơn vị máu để điều trị, phẫu thuật, cấp cứu. Bắt hai cha con, mua hai thiếu nữ 15 tuổi với giá 70 triệu đồng. Thưa quý vị, ngày 6 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Long Thành cho hay vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam bị can Kiều Công Cảnh 70 tuổi và Kiều Hoài Phước Anh, con trai ông Cảnh, để điều tra về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi và bắt giữ người trái pháp luật. Theo điều tra, hai thiếu nữ 15 tuổi quê ở tỉnh Sóc Trăng quen qua mạng xã hội với một phụ nữ tên Thạch Thị Kim Đào. Biết cả hai đang cần việc, bà Đào hứa hẹn giới thiệu việc nhẹ lương cao. Tin lời, sáng 12 tháng 8, Đào thuê ô tô đến phòng trọ để đưa hai thiếu nữ giao cho vợ chồng Liêm và Phụng chưa rõ lai lịch. Làm quản lý một cơ sở massage ở huyện Trảng Bom. Không đồng ý làm nhân viên massage, hai thiếu nữ đòi về nhưng bị Liêm bắt trả 10 triệu đồng là số tiền thuê xe trở đến. Không còn tiền trả, cả hai buộc phải chấp nhận, ở lại làm nhân viên massage. Tiếp đó, Liên bắt ép hai thiếu nữ ghi một tờ giấy, ghi nợ với số tiền là 35 triệu đồng, là số tiền công đào tạo nghề massage. Đến tối cùng ngày, Liêm gọi cho ông Cảnh, chủ hệ thống cơ sở massage, Minh Ngọc, để giới thiệu và nói hai thiếu nữ này đang thiếu nợ 70 triệu qua trao đổi, ông Cảnh đồng ý bỏ ra 70 triệu đồng, đưa Liêm để đưa hai thiếu nữ về làm nhân viên massage. Số tiền bỏ ra này, ông Cảnh sẽ trừ dần vào lương hàng tháng. Ông Cảnh giao cho con trai hàng ngày giám sát, ép buộc hai thiếu nữ phục vụ cho khách. Đến trưa tháng 8, 2022, công an nhận được tin báo của người dân tại cơ sở massage Mimi Ngọc có dấu hiệu giữ người trái pháp luật. Ngày 17 tháng 8, khi lực lượng công an huyện ập vào kiểm tra cơ sở massage trên, xác định Phúc Anh đang giữ người trái pháp luật nên tiến hành bắt giữ. Trên cơ sở lời khai của đối tượng, công an tiếp tục làm việc với ông Cạch. Đối tượng này sau đó cũng thừa nhận hành vi của mình. Kính thưa quý vị, mục điểm tin tối của Deccan Herald News đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Kính chúc quý vị sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.